Vì nọ sướng điếp, theo luật ngoài trường tâm linh gốc nạm bị song xuyên nhiệt liếp, nhung nhắp ăn vằn của ký cha sườn cần dân lèo đẹp ban thình tạm cốc, thì hạn hết chậm nhất là vạn xa liếp bữa liếp nhì bên ấy. Bên này, ngắm nhàng khí bơn lai, cần dân Lạng Sơn xài ký tỉnh thành trang tàng nước, lèo bắt ép hết đây việc ban thình nhung nháp tạm cốc. Bên tọ, xài việc này đại hết quảng khóc, xài bếp khẩu tài sống, ký ngành chức năng ký đơn vị, lèo tính xèng hết xài căn lai phản pháp, xe cần dân xài chắc, hết đây việc này, tông khi chắc sập đây đo ký thỉnh cha si của cái, xe thom nhũng nháp an vằn, lăng ban thỉnh. Vằn so thí vươn pét, pi thong xiên nhì tiếp nhì. Ủy ban nhân dân tỉnh Mỹ quyết định xiên thong vác chất tiếp tí, mở việc duyệt đề cương, dự toán chèn hất đề án thon cả, thắng cả hất thứ mô hình, thom ban thỉnh nhũng nháp nèm tì, xuống thành phố Lạng Sơn. Đề án đề hất rú thí tiếp hạ trường thon, cầu siêu thị, thong trung tâm thương mại, hạ tỷ háng, chất tiếp chất thuyền hàng xuống thành phố Lạng Sơn, xảy thí xiên thuyền dân của phường Vịnh Trại. Qua hất theo đề án đã hất đẻ phấn mòn đây bận cả. Hất sổ tay thon mửa cách văn thỉnh nhủ nhát rú nèm tì, bao đẩy theo luật ngoài chướng môi trường, hạp sóng thì càn hải của Lạng Sơn. Hất bộ tài liệu, thon cả thắng cả kiến thức, mửa văn thình nhủng nháp rú nèm tì, khay nhì tiếp ban thon hử lãnh đạo, cán bộ quản lý trường thon, trung tâm thương mại, siêu thị, thuyền hàng, xây ký thuyền dân rú phường Vịnh Trại. Xây này đề án cùng văn tỉnh thí xiên thong phát tham tiếp tài liệu tuyên truyền, văn phát cầu tiếp hạ thùng to nhủng nháp, thí tiếp hạ tỷ to nhủng nháp. Bét xin cân tuổi to nhủ nháp hử ký trường thon, thuyền hàng, cần dân rú phường Vịnh Trại. Hết đề án thân này đã hết biện báo cáo, quá hết đạ pang hử cần dân chắc, mưa ký mòn đây sáu quén mưa việc pan nhủng nháp rú tứng cha thường. Mái bận hết nhằng nội văn, ký cô cái nhằng nội, vì bận lai tì to nhung nháp bán đầy bao đây, nhằng phân ký tì bán đầy hết đây bần ngờ sưởng. Phường Vịnh Trại là phường tẩu thị của thành phố Lạng Sơn, đẩy lược hất trứ mửa văn thỉnh nhung nháp rú nèm tì. Cần dân đã lồng tim hất theo việc văn nhung nháp rú nèm tì. Sẵn việc, cần dân đẩy cán bộ môi trường thôn cả, ký hội trường, tổ trưởng hội phụ nữ, sau khi chỉ đạo của phường cũng đã lồng tim thon cả sáng cả thân ký thường dân bao hết đây việc văn thỉnh nhục nhát rú nèm tì bao lâu đẩy pan ngòi say có bần tổ quản lý thom nhục nhát đã sáng thân ký chi hội xét xèo đề án ký sườn dân đã pan nhục nhát xèo quy định quá pi nâng hết ký cha sườn hội viên say hết đây bao lâu cũng ngờ sưởng tối nã leo hết đây ký pi nặng nhìn say hết xe vằn càng sờ đây quá hết theo đề án thuần thải ký trường thon đã lồng thêm thon cả thắng cả ký lục thư hết theo văn thình nhủ nháp rú nèm tì ký thuyền hàng siêu thị trung tâm thương mại tỷ háng đã chắc văn thình đẩy nhủ nháp theo quy định nhất tha số ký tỷ cần dân rú phấn hai cần dân đã tương sáng tối thái đẩy nằm nghị hết theo việc văn thình nhủ nháp rú nèm tì tuấn tặng vừa đã hết vọng đề án hăn đẩy mòn đây của việc văn thình nhủ nháp rú nèm tì tới sóng tỷ kinh tỷ rú lai thuyền dân vẫn hết đây việc văn thình nhủ nháp theo quy định. Hết theo chủ trương thí điểm pan nhung nháp là bằng đầu đã mì nả xe ao túi. Trang xì hết là cần dân xây lồng thêm hết đây, nhất là tổ lâu đẩy lược hết điểm. Ngắm hết xây nhằng mì ca càng, tọ càng hết hăng, la văn càng hết đây. Sơn lâu ca này vẫn pan nhung nháp theo quy định. Theo nghị định chế thiếp hà văn so chất vườn chất, vì thông xuyên hỷ thiếp nhị của chính phủ quy định, mở phạt hất xá hành chính mở ngòi chướng môi trường thì hất theo việc phạt hành chính tới 6 ký thường ký cần mỹ văn thỉnh nhục nhát sẽ từ phản so ất vườn ất vi thông xiên nhị tiếp hạ máy bẩn càn này việc hất theo văn thỉnh nhục nhát xuống tỉnh nhằng chập lai mòn khò so trình độ dân trí bắn lần căn việc thon cả thắng cả dù ký tỷ phương bắn đẩy đây
bắn chào khí tối mỡ trăng nào nghị của cần dân mưa băn thỉnh nhùng nháp rú nèm tì sảy này ký tì to nhùng nháp bắn đầy hất sảy căn ngần chèn thê hử việc thom băn thỉnh xử nị nhùng nháp bắn bao đầy thèo thì khàn hài vì bận sở thành nguyên môi trường đà đang thí tướng dáng hất theo kế hoạch tàn óc the giường thung nằm nghỉ xảy việc hất cúa cần dân mửa băn thỉnh nhùng nháp rú nèm tì. Chúng tôi phải đầu tư thêm. Băng lầu đã tứ hô pi chỉ đạo thị trấn Đồng Mỏ chướng chấp song bán căn nhùng nháp thí điểm xe cạ tì thom nhùng nháp băn ký của cái to xe pây thom nhùng nháp đầy ngày lăng pửa cần dân hết đầy việc băn nhùng nháp tài nhi lá tì thom nhùng nháp cũng leo tối mớ xe bao đây hử việc pây thom sáng nay dù ký bàn leo ao xe sấy ao nhùng nháp óc bong lầu tướng sành rộng điệp cần dân hết đây xẻo quy định hiện nay thì cái ca này si hết mí mì lai thân thuần văn sam xếp ất bươn xếp nhì pi song xiên nhì xếp xí leo hết đây việc băn nhùng nháp vì bận bong lầu bang hữu ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ký huyện thành phố chỉ đạo ký tì thom nhủng nháp chắp sập đầy đo cần của cái tứ cả này xe bao đây theo lộ trình việc bắt ép văn thỉnh nhủng nháp rú nghèm tì mí tan bao trơ đây mở tì kinh tì rú tránh hàng ao mà lai mòn đây mở kinh tế. Sau khi bản pháp quyết tìm của ký cấp ký ngành trang tỉnh đã đang thi hất, sẽ có phấn tứng sáng tối thái cách hất, cách làm nghị, thân việc hất của cần dân. Tứng này quyết tìm hất đây theo thuấn cóng, mưa văn thỉnh hùng nháp rú nèm tì, theo quy định. Bị nọng sương điếp, giá phân cải nặng nò ngắm quá đã hết thử tài sổng của lai cần dân rú tỉnh Lạng Sơn chập lai mòn khó. Việc chướng tròi ký sái hài, xây ngò chướng sức sàng hử cần dân, lăng khí phân cải nặng nòn, đăng khí đại ngành y tế tỉnh Lạng Sơn lồng rìm hết. Trang khí phạm phân cải nặng nòn hang bơn chất ngắm quá, lươn có Nguyễn Văn Hiếu, chú phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, ngài nằm hùng khẩu lươn, cua cái hùng tử nằm. Sang đây cán bộ khối phố cần dân rú bản băng tròi, bữa nằm lồng, thường có hiếu đẩy cán bộ y tế phường thân son hử cách quét tọn sơ đây tì kinh tì rú, xử lý nặng kinh, xử lý nhủng nháp vào đầy hử sức thành. Say này, thường có nhăng đẩy trạm y tế ban hử dung dịch chloramin B, xét khử khuẩn trang say nọc thường. Vừa nằm khẩn thường lâu cũng đẩy mọi cân thân vang tròi, vừa nằm lông đẩy cán bộ của phường, của trạm y tế lồng thon cách quét tọn thì kinh tỷ rú thơ thoáng. Ngắm này, xá phân cải rú lai tỷ phương trang tỉnh Lạng Sơn đã hết nằm nòng rú phấn lai tỷ. Rú phấn ký tỷ phương bên cả thành phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, nằm nay khẩu sườn, này cũng là cốc co, khai ký dịch bình hết hài thân tờ sồng cần dân. Mì lai nhùng nháp lây xẻo nằm, hết ô nhiễm môi trường, say mi phấn ký thình dịch bình. Say nấy, phân cài nằm hùm là cốc co xe ký thình vi khuẩn bẻ ốc, say bần bình hử cần, nhất là tha chất, sốt xuất huyết, khỉ lìa, bữa nằm lồng, phấn ký cần rú tì hùm nằm đã ngài phấn ký thình bình. Trên địa bàn phường Tam Thanh thì ban phạ phân nằm hòn cón này, rú phường đã mì phấn thường ngài nằm khẩu thường. Vừa nằm lông, trạm y tế đã thân ký thường ngày nằm khẩu, xe thon cả cần dân, cách tiêu độc khả khuẩn, cách ngòi chứng sức thành, lăng quan nằm nóng, nhất ra ký bình nọc năng nữa. Nhân dân vệ sinh tiêu độc khử trùng. Vì bận, sáng nằm lông, là ký cơ quan y tế của ký tỷ phương đã băng tròi sáng thân cần dân, mưa quét tọn sơ đây tỷ kinh tỷ rú. Tổng thì ngành y tế lồng xim thân việc, ngòi xét dịch bình, xe mì bản pháp tàng làn lập lì, mí xe mì sằng dịch rú ký tì nấy. Sai này, sáng thân cần dân quét tọn tì kinh tì rú, lăng bửa nặm lồng thuấn, hàng biếng giả bác, bầy ủng, phạt mư, xe tàng làn ký thình bình phết. Lăng bửa phạ phân nặm nòng, cần dân đang thí khảm qua khí thái hai, máy vận càn hai, cần dân đang thí cần mùa công.
vì bần bông đầu thắng cả cần dân, đồng thêm quét tọn thì kinh tỷ rú trời thoáng, mỹ the phát bình, lăng phạ phân nằm non. Tối nả, chỉ hí nhằng mỹ lai biến tối mỹ đây, phạ phân cải, khai tăng làn ký thình bình trang thị phân cải nằm nồng, ngành y tế sáng thân cần dân, hát đây ký bản pháp làng đấy. Kinh ký thình của kinh súc, bác nạm Phật sai kinh, sao mưu sơ sáu xà phòng, lăng bửa hung kinh, sai kinh ký thình của kinh. Sao mưu kha sơ, áp đang bửa lồng ký tỷ nạm hùng, nạm bái, tối nạm kinh, tối tỷ to nằm, âu hóa chất xe khử trùng nạm dùng, theo cầm sáng son của cán bộ y tế, bửa hăn bần bình, leo thân ký tỷ y tế sở nhất, xe khảm trời bình.